thì mình xin nói luôn kể cả như tay rambo rossi cái tay mà bốn mấy 50 triệu luôn thắng mình cảm giác như là nó vẫn không im bằng cái tay gaspic mấy bạn cái này là mình đã trải nghiệm rồi như cái con uh, bim đúp mà cá voi á mấy bạn cũng thấy mình lên cái tay rossi á là thắng cái cảm giác nó vẫn im vẫn mềm nhưng mà so với lại tay gaspic violet là nó vẫn thua hai nhịp rồi ok Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với một vlog nữa của mình Giờ mình là Mr. Ken 6M9 mấy bạn Thì à, hồi bữa mới có một số anh em nhắn tin hỏi mình là Anh có thể làm về một số à, uh, thắng Cho uh, những cái dòng xe phô hối lớn hiện tại đang có ở Việt Nam Thì thường ở uh, Việt Nam hiện tại là mình đi uh, chủ yếu Đa phần 60-70% cho tới anh em ở việt nam chơi những cái hệ giống như rainbow là chính thì ở đây mình sẽ phân ra tất cả những dòng cùm thắng mà mình đang có ở thị trường việt nam và kể cả ở tại shop luôn ha à, thì mình sẽ giới thiệu cho anh em từng mẫu từng mẫu từng mẫu và cái giá thành của mỗi mẫu nó sẽ là bao nhiêu là một cái thứ hai là mình sẽ review cho anh em về một cái combo mà mình nói tính tới hiểu hiện, hiện tại nó về cái công năng hiệu năng mình có thể nói là nó là đỉnh của chớp kể cả luôn thằng Rambo Rossi ừ. thì trước tiên thì mình sẽ nói về cái cùm thắng của Rambo ha về cùm thắng Rambo đi thì bây giờ cùm thắng Rambo chúng ta sẽ có hai dòng dòng thứ nhất là dòng RCS thì các bạn cũng biết đây dòng RCS là một trong những cái dòng đầu tiên của thằng Rambo thì đây, trên tay mình là đây là một cái tay Rambo RS. Thì riêng về cái tay RS thì các bạn cũng thấy rồi, về cái thân này nó sẽ to hơn, còn cái phần lẫy ở trong đây là cái phần cái phần mà hành trình đi bê tông á, là nó sẽ gần như là của của Sakota, còn cái phần lẫy đây là nó sẽ to hơn. Bóp cảm giác là cái này nó sẽ im dịu hơn. Cái tay của mình á, để là nó bạn nó bự hơn, đỡ bị đau tay hơn. Uhm. Riêng về cái thằng reset thì cái phần cái cầm nó sẽ đơn giản đơn điệu hơn nhiều so với lại cọt Sakota. Nó sẽ có chỉ có một cái chức năng là chỉnh cái tay sai gần là cái núm nó sẽ nằm ở bên hông ha, chỉnh cái tay ra xa gần, nó chỉ có một chức năng đó thôi. Và cái chức năng thứ hai là mình sẽ chỉnh cái hành trình piston, nó sẽ có ở trong đây nó sẽ có một cái vít anh em để cho anh em chỉnh cái hành trình piston lớn nhỏ. Ừ. thì cái tay này hiện tại trên thị trường có giá loanh quanh nó khoảng tầm từ 5 triệu 9 cho tới 6 triệu 2 tùy theo shop bán đây là cái tay RCS 19 ha Mấy như các bạn thấy đây rồi cái dòng thứ hai của Rambo là hiện tại là cái dòng mà mới nhất tính tới thị hiện tại đó là cái dòng uh, cọt Sakota mình đang nói về những cái bản thương mại nha, anh em chứ không nói tới những cái bạn ray đây dòng này dòng Corsacota như cái dòng này anh em cũng thấy ha về cái phần cùm á thì nó sẽ góc cạnh nhìn nó sẽ đẹp hơn là của RCS nhiều nếu mà nói về mà về tiểu tiết thì cọt đẹp hơn khá là nhiều còn ở về cái phần cụ đẩy này nó cũng làm nó cũng sắc sảo hơn gân guốc đồ nhiều hơn về cái phần tay mà để uh, chịu lực á thì cái này nó sẽ nhỏ hơn, đâm ra những anh em nào mà tính khí mà hơi khó chịu á thì bóp cái này cảm giác nó không ok lắm ha. À, đây cột Sakota nhưng mà về cái uh, về cái thời trang thì cột Sakota thì nó sẽ đẹp hơn RCS khá nhiều. Giá thành nó cũng cao hơn khá là nhiều. Giá thành nó cao hơn uh, cột Sakota nó cột Sakota nó mắc hơn RCS Lanh quanh nó khoảng tầm uh, 1 triệu cho tới một triệu rưỡi một tay như cái tay này thị trường đang bán là từ 7 triệu 3 cho tới 7 triệu 6 một cái tay cọt Sakota thì về cái cọt Sakota thì nó sẽ có một cái nấm chỉnh xa gần cái tay như bên hông à rồi nó vẫn có luôn cái nấm chỉnh bít tông ở trong đây rồi nó thêm một cái chức năng nữa đó là cái nấm chỉnh uh nó sẽ có ba chế độ chỉnh giống như anh em thấy ở trên đây một nước R là Ray còn S là Sport và cái N là Normal thì mấy anh em khi mấy anh em chạy trong phố đi bình thường á thì mình sẽ chỉnh qua cái nước Normal là OK rồi còn khi mà mấy anh em chỉnh đi chạy track hoặc là mấy cái chạy đường trường á thì mấy bạn có thể chỉnh qua hai cái núm bên đây thì cái này mấy bạn chỉnh xong mấy bạn chạy mấy bạn bóp mấy bạn mới có cái cảm giác cái lực thắng nó sẽ có thay đổi có thay đổi rõ rệt như cái qua cái nước ray lên nước sport á là mấy bạn bóp là cảm giác nó ăn liền còn cái uh, n thì nó sẽ hơi dịu tí xíu ha à, mấy bạn nào mà đã chạy check mấy bạn cảm nhận về con xe mình nó quá thuần thục á thì mấy bạn sẽ rành rất 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 là rành về cái này mấy bạn chỉnh mấy bạn bóp mấy bạn sẽ cảm nhận rõ rệt luôn đó rồi đó là về Brembo cái phân khúc thứ hai mà trong phân khúc tầm trung cũng thương hiệu đến từ ý luôn thì uh, mình sẽ có nhà Accolito thì riêng về nhà Accolito thì nó chia ra làm hai dòng một dòng thường và một dòng billet một dòng thường á thì nó là bằng nhôm đúc đây đây là Accolito tay này tay 19 new dòng thường nó là như vậy ha cái uh cái uh, cầm nó là bằng uh, nhôm đúc thì cái cùm này nêu lanh quanh nó khoảng tầm là 5 triệu 7 cho một cái cùm cái tay nó nếu mà mình nói về cái tay này nó khá là đẹp rồi cái dòng thứ hai là dòng billet là CNC nguyên một khối cái tay là cũng là CNC luôn ha thì cái này thì nó khoảng tầm 8 triệu 7 cho một cái tay billet uh, còn Rebel nó vẫn có một cái tay billet cho nó luôn để mình lấy cho anh em coi Đây. Đây là cái tay uh, billet của thằng uh, Rambo Đây. Thì cái tay này là cái tay cũ anh em, mình lấy cho anh em coi thôi. Thì cái này là nó là tay billet là nó là xin siêu nguyên khối. Về mà chất lượng đó, nó thắng hơn cái tay cột xa, nó hơi mềm hơn tí xíu chứ nó vẫn gọi là chưa là best lắm. Thì cái này thì hiện trạng uh, new là thị trường nó bán khoảng tầm là 13 triệu 8 cho tới 14 triệu rưỡi một cái tay billet trong giày nó chỉ khác uh, so với lại cái tay RCS là RCS thì nó là nhôm đúc còn này nó là nhôm sinh xuyên quyền khối chỉ khác nhau ở chỗ đó thôi còn tô cũng vậy và cái uh, cái mà hôm nay mà cái tiêu đề hôm nay mà mình muốn chia sẻ cho anh em là về cái vấn đề tay speed Gatsby thì nó lại chia ra làm rất là nhiều dòng mấy bạn dòng đầu tiên là cái dòng thường dòng thường của nó là nó là nó sẽ chia ra làm hai dòng luôn một dòng là VR rồi một dòng là VRC cái dòng này là dòng uh, Gasbit. Gatsby VRC dòng này nó là riêng về Gatsby nó lại không có cái tay đút nha anh em nó chỉ là tay CNC cái dòng này dòng thường một tay new của nó khoảng tầm là 6 triệu rưỡi cho tới 6 triệu 8 tùy heo sắp bán cái dòng này là đây là xin siêu nguyên khối luôn dòng thường thì nó sẽ xài cái khớp chụp ở đây nghe thấy không đó. nhưng mà nếu mà so về cái bản thương mại cái bản tầm trung á nếu mà thằng này mà so với lại thằng cọt sakota hoặc là so với lại thằng có sato á gaspeed nó sẽ im hơn một nhịp gaspeed còn uh, cái dòng này là dòng cao cấp hơn à gần như là gần như là cao cấp nhất của thằng uh, thằng uh, Gatsby. Gatsby thì nó sẽ uh, lên cái dòng Bill của nó thì nó chi, nó vẫn chia ra làm hai dòng đây nó hai hàng này hành trình piston tông đồ các thứ là như nhau hết không khác gì hết nhưng mà nó chỉ khác một cái là thằng này á, thì new nó là 15 triệu 6 nó có cái nấm chỉnh nằm ở bên trái, bên hông bên trái để khi mà anh em uh, bắt cái uh, núm chỉnh CB á kéo cái cọng dây cáp qua thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Còn cái dòng này thì nó sẽ rẻ hơn khoảng tầm 1 triệu nhưng mà cái núm nó lại nằm ở đằng trước. À, cái nấm nó nằm đằng trước, nó chỉ khác vậy thôi. Còn hành trình tông rồi đường kính đồ tất cả các thứ là như nhau hết. Hai thằng nó chỉ khác một điều là cái lẫy mà bắt cái uh, lẫy thắng á thằng này nó sẽ to hơn thằng này nó sẽ nhỏ hơn và cái vị trí bắt hai cái thằng này nó khác nhau thằng này là 14 triệu mấy và thằng này là 15 triệu 6 nói gì khác vậy thôi còn riêng về uh, mấy anh em uh, kêu mình là phân tích về cái uh, công hiệu năng của cái lẫy cái này là cái tay lẫy của hay mấy bạn sẽ thấy rất là nhiều trong tất cả các giải WFPK rồi giải uh, MotoGP là trên xe nó sẽ có một cái lẫy thắng giống vậy và cái lẫy thắng này là cái công dụng của nó để làm cái gì thì à... bây giờ mình sẽ nói cho anh em biết là cái công dụng của cái lẫy thắng này luôn ha thì cái lẫy thắng này nó theo mà nôm na mà mình tìm hiểu mình biết mà khi mà mấy bạn coi những cái video của MotoGP mấy bạn cũng thấy được khi mà anh em vô cua trái đa phần mình rà thắng mình sẽ rất là khó rà được cái chân hoặc là cái tay tại vì tất cả trọng tâm cái người mình sẽ đè vô cua trái hết là mình sẽ khó rất là khó rà thắng Đâm ra là cái này sinh ra là để phục vụ là hỗ trợ khi mà anh em rà thắng trong cua à, Nó là nó sẽ thiết kế một cái lẫy ngược Thay vì tất cả các cái tay thắng hoặc là những cái chân thắng hoặc là những cái cùm thắng bình thường là khi anh em bóp vô cái hướng người mình là cái hình trình bít tông đi còn riêng thằng này mấy em bóp vô thì nó lại không được mấy em phải đẩy ra à, đẩy ra thì hành trình bít tông mới đi thì thằng này nó sẽ thường thường nó sẽ gắn ở đằng sau cái cùm côn đây cùm côn đây nó sẽ bắt ở dưới cái cùm côn Bắt sẽ như thế nào mà cho cái tư thế nó gọi là gọn gàng nhất Khi mà anh em nắm vô cái ghi đông clip on Khi mà anh em đè cô như thế nào mà cái ngón tay cái của anh em á đẩy cái này cho nó thuận tiện nhất để khi anh em vô cua thì làm thao tác cho nó cực kỳ lẹ cái này mấy bạn muốn bắt thì các bạn sẽ chế một cái uh, bát sinh si để bắt vô trong cái chân phục hoặc là bắt uh, bắt vô trong cái uh, thân phục hoặc là bắt vô trong cái uh, chẳng vai dưới để uh, khi mà mấy anh em vô cua mấy anh em đè cua rồi các thứ mấy anh em muốn giảm tốc độ trong cua thì cái này nó sẽ làm nhiệm vụ là chính một cái lẽ thắng cái giống vậy nó có giá thị trường khoảng tầm từ 12 cho tới 14 triệu. Tùy theo shop bán nha anh em. Như một cái lẽ mới giống vậy nó sẽ có giá dao động từ 12 tới 14 triệu. Còn cái một cái lẫy line new thì nó sẽ có giá dao động khoảng tầm từ 7 triệu rưỡi cho tới 8 triệu rưỡi tùy theo thằng chán nó bán cho còn cần. Đó. Và tính tới điểm hiện tại mà cái combo mà mình cảm thấy về tất cả ngoại hình, về công năng, hiệu năng mà best nhất cho một con xe thương mại đủ điều kiện đủ và bét nhất cho nó thì không ai qua được cái con gear yeah, speed ha vre một cặp này là nếu mà giá thị trường tính qua nguyên combo này cái tay này nó lanh quanh nó new nó khoảng tầm 11 triệu là cái cầm côn siêu dài luôn còn cái tay này là nó khoảng tầm 15 triệu 6 chạy ra nguyên combo này nó là gần qua chục nó 26 triệu mấy gần 27 triệu là một cặp này rồi mấy bạn có thể vô thêm cái kim lê nếu mà đúng nguyên cơm lê luôn của game thì có thể xài cái lấy thắng này mấy bạn đa phần xài cái ngón tay cái thôi không bóp khi mấy bạn đè cua Đấy không khi đè cua một tay thì mình cầm vô cái clip on này. còn một tay thì mình đẩy thắng khi mà mấy bạn đè hết cua trái thì cái thao tác mấy bạn bóp thắng thì nó vẫn ok đi nhưng mà mấy bạn đạp thắng chân thì nó rất khó tại vì cái trọng tâm nguyên cái đồ mình là sẽ đè vô trong cái thùng xăng đè để đẩy cái xe qua một bên trái thôi nên là cái này thì nó sẽ hỗ trợ anh em khi thắng ở trong cua cái đó là về cái uh, nôm na mình hiểu là vậy chứ cái này mình cũng chưa có sạch google đâu mình cũng chưa biết cái công năng hiệu năng thực sự của cái lẫy thắng này nó làm có phải đúng là vậy không nếu mà theo mình biết thì nó chỉ có một cái uh, tác dụng là để mà anh em khi vô cua Mấy anh em thắng thì nó sẽ hỗ trợ nó khá nhiều chứ không ai thiết kế cái này để dắt xe đâu ha à, Thì cái lễ thắng này uh, nó rất là lợi hại khi mà để mấy anh em chạy trách ha đó thì cái này mình giải đáp cho anh em thắc mắc uh, cái này để dùng làm cái gì và ở Việt Nam tính tới hiện tại rất ít anh em chơi cái lễ thắng này à, rất rất là ít luôn đối với những cái lễ thắng mà nó có cái khoảng hở của ghi đông cao như uh, Bim WF-1000RR Với lại những con như Su-1000 Thì nó khoảng hở ghi đông cao Thì mấy bạn gắn vô này mấy bạn Không cần phải khoét mũ vàng áo Còn tất cả những xe còn lại như R1 thì nó hơi thấp Nên là mấy bạn phải bắt buộc phải nâng ghi đông lên cao tí xíu Nó mới vô được cái lại thắng giống vậy Và riêng về cái uh, GearSpeed Thì mình xin nói luôn Kể cả như tay Rambo rossi Cái tay mà bốn mấy năm mươi triệu luôn Thắng mình cảm giác như là nó vẫn không im bằng cái tay gas với bạn cái này là mình đã trải nghiệm rồi như cái con uh, bim đúp mà cá voi á mấy bạn cũng thấy mình lên cái tay Rossi á là thắng cái cảm giác nó vẫn im vẫn mềm nhưng mà so với lại tay gas puret là nó vẫn thua hai nhịp nó vẫn không im bằng tay gas gasvic này các bạn lên mấy bạn lên cái xe các bạn thắng cảm giác thắng nó tuyệt vời lắm nói chung là nó giống như là người xe hợp nhất các bạn Nói chung bét cực kỳ Không mua gì để bàn luôn Mấy bạn Mấy bạn nào mà có tiền Mà lên full cái combo Cùm côn Cùm thắng Với lại cái lẫy nữa thôi Không mua gì để bàn Quá bét luôn Rồi vậy đó Thắc mắc anh em về cái lẫy đi Làm gì ha Rồi ok Cảm ơn anh em nhiều